câu chuyện bài học đầu tiên của gấu. Ngày chủ nhật, gấu con xin phép mẹ ra đường chơi cùng các bạn. Gấu mẹ dặn: "Con chơi ngoan nhé. Con nhớ nếu làm sai điều gì thì con phải xin lỗi, còn nếu được ai giúp đỡ thì con phải cảm ơn." "Vâng ạ, vâng ạ." Gấu nhanh nhỏ. Gấu con tung tăng chạy nhảy và mải lắng nghe chim sơn ca hót nên đã va phải giỏ nấm của bạn sóc, khiến giỏ nấm của bạn văng tung tóe ra đất. Gấu con vội vàng khoanh tay và lễ phép nói: "Cảm ơn bạn sóc." Nói rồi, gấu con cúi xuống nhặt nấm bỏ vào giỏ giúp sóc. Sóc ngạc nhiên nói: "Sao gấu con lại nói cảm ơn? Phải nói xin lỗi chứ." Đi thêm một đoạn, mải nhìn khỉ mẹ trải lông cho khỉ con nên gấu con bị trượt chân rơi xuống hố sâu. Gấu con sợ quá kêu thất thanh: "Cứu tôi với, ai cứu tôi với." Bác voi từ đâu đi tới, đưa vòi xuống hố sâu và nhấc bổng gấu con lên. Gấu con luôn miệng: "Cháu xin lỗi bác voi, cháu xin lỗi bác voi." Bác voi cũng rất ngạc nhiên liền nói: "Sao gấu con lại nói xin lỗi? Phải nói cảm ơn chứ." Về nhà, gấu con kể lại cho mẹ nghe. Gấu mẹ ôn tồn giảng giải: "Con nói như vậy là nhầm lẫn cả rồi. Khi làm đổ giò nấm của bạn sóc, con phải nói xin lỗi. Còn khi được bác voi cứu con ra khỏi hố sâu, thì con phải nói cảm ơn." "Con nhớ rồi mẹ ạ, con cảm ơn mẹ."